thực phẩm làm lạnh nhanh. CDC, Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, báo cáo một trong tất cả 6 người Mỹ, 48 triệu người, bị bệnh mỗi năm từ ăn thức ăn hoặc nước uống bị ô nhiễm. Một số vi khuẩn có trong thức ăn có thể phát triển nếu những loại thực phẩm được nấu chín và không được làm lạnh nhanh đúng cách. Thực phẩm làm lạnh nhanh làm giảm đúng sự phát triển của vi khuẩn, ngăn chặn khách hàng không bị ốm. Dưới đây là khuyến nghị về cách làm để làm lạnh nhanh thực phẩm một cách nhanh chóng và an toàn. Làm lạnh nhanh là gì? Có nghĩa là làm lạnh nhanh có loại thực phẩm chế biến từ các 135 độ tới 70 độ trong vòng 2 tiếng đồng hồ và từ 70 độ tới 41 độ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, tổng cộng là 6 tiếng đồng hồ. Những gì các loại thực phẩm cần được làm lạnh nhanh chóng? Phần thịt lớn, súp, nước canh trong nồi lớn, cơm, mì, bún, nui, đậu, khoai tây, bất kỳ loại thịt rau nấu chín. Đây là thiết bị làm lạnh nhanh, một nhiệt kế, chảo cạn hoặc khay, cây nước đá hoặc bồn nước đá. Dưới đây là một số phương pháp để làm lạnh nhanh thực phẩm. Điều quan trọng là sử dụng một nhiệt kế hiệu chuẩn để đo nhiệt độ thực phẩm, hiệu chỉnh nhiệt kế đến 32 độ trong một ly nước đá, rất nhiều đá hơn nước. Làm lạnh nhanh thực phẩm, nấu chín bắt đầu khi thực phẩm đạt 135 độ. Xác định phương pháp sẽ được sử dụng để làm lạnh nhanh các thực phẩm. Với phần thịt lớn, cắt thành từng miếng nhỏ và đặt trong một cái chảo cạn hoặc khay trước khi đặt trong tủ lạnh. Chất súp, nước canh, nước lẻo hoặc các chất lỏng khác, sử dụng một cây đá. Cây đá phải được làm sạch, sau đó giữ trong tủ đá trong một khay sạch hoặc được bao bằng giấy plastic để giữ sạch sẽ. Đặt cây đá vào nồi thức ăn và quấy liên tục trong 3 phút. Sau đó để lại cây đá trong thực phẩm và quấy mỗi 20 phút. Luôn luôn sử dụng cây đá đông lạnh và thay thế tan chảy. Điều quan trọng là đặt cây đá trong thức ăn khi nhiệt độ gần 135 độ. Nếu không thì cây đá sẽ tan chảy quá nhanh. Phương pháp khác là một bồn nước đá. Điền vào bồn rửa chuẩn bị thức ăn bằng nước đá và nồi thức ăn. Hãy chắc chắn bồn có đầy đá và nước cung cấp như các thực phẩm trong nồi. Quấy cho đều trong 3 phút. Và nhớ quay lại để quấy mỗi 15 phút hoặc thường xuyên hơn. Hãy nhớ rằng khi đá tan, bỏ thêm đá vào bồn. Đối với thực phẩm dày đặc hơn, như cơm, đậu chiên, khoai tây, bún, phở hoặc mì ống, thức ăn lấy lan ra trên một chảo cạn không quá 2 inch tới 4 inch sâu hoặc trên một khay. Và diễn ra bên trong tủ lạnh trên một kệ cao. Không đặt thức ăn nóng trực tiếp bên dưới thực phẩm lạnh, hoặc nó sẽ hâm nóng thức ăn lạnh và môi trường xung quanh. Một tùy chọn khác cho các loại thực phẩm như bún, phở, mì ống hoặc khoai tây nấu chín là đặt chúng dưới với nước lạnh. Cũng có thể nhấn chìm những thực phẩm này trong một bồn nước đá, trong bồn rửa chuẩn bị thức ăn. Hãy chắc chắn để giữ cho thực phẩm phát hiện và trong một lớp duy nhất, cho đến khi làm lạnh đến 41 độ. Nếu không thì các thực phẩm giữ nhiệt. Điều này có nghĩa không đặt nắp đậy hoặc bọc nhựa trên các loại thực phẩm, hoặc ngăn xếp chúng trong một tủ lạnh trước khi đã đạt đến 41 độ hoặc lạnh hơn. Giữ một bản ghi theo việc làm lạnh của thực phẩm bằng cách ghi lại thời gian thực phẩm đã được nấu chín. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các thực phẩm nguội đến 135 độ tới 70 độ trong vòng 2 tiếng đồng hồ và từ 70 độ tới 41 độ
trong vòng 4 tiếng đồng hồ, tổng cộng là 6 tiếng đồng hồ. Tổng hợp các phương pháp làm lạnh nhanh chóng, với phần thịt lớn, cắt thành từng miếng nhỏ và đặt trong một cái chảo cạn hoặc khay trước khi đặt trong tủ lạnh. Xúc nước lèo và nước canh bằng cách liên tục, quấy với một cây đá sạch và thay thế cây đá nếu tan chảy. Một bồn đá đã cũng là thêm một cách để làm lạnh. Nhớ để quấy thức ăn nguội trong bồn nước đá, nên được quấy để làm lạnh cho đều. Đối với thực phẩm dày đặc như cơm, bún, phở, mì ống, đặt thức ăn trong chảo cạn hoặc khay và đặt trên một kệ cao trong tủ lạnh. Cho mì ống, phở, bún hoặc khoai tây đặt chúng dưới với nước lạnh. Cũng có thể nhân chìm những thực phẩm này trong một bồn nước đá. Khi làm lạnh bất kỳ loại thực phẩm, tốt nhất là để lại cho họ phát hiện trong tủ lạnh cho đến khi nhiệt độ đông đều của thực phẩm đến 41 độ. Giám sát việc làm lạnh của thực phẩm với các bản ghi. Xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Y tế để biết thêm thông tin và đào tạo.